Kinh Mahabhagnya Ba La Mật, quyển thứ tư, Hán dịch Pháp Sư Tu Ma La Thập, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, Phẩm Ảo Học thứ 11. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nếu sẽ có người hỏi rằng ảo nhân học Bát Nhã Ba La Mật nhẫn đến Đàn Na Ba La Mật, ảo nhân học tứ niệm xứ nhẫn đến 18 pháp bất cộng có được nhất thiết chủng trí chăng? Thời con sẽ phải giải đáp thế nào? Đức Phật nói: Này Tu Bồ Đề, Phật hỏi lại ông, tùy ý ông đáp lời Phật. Này Tu Bồ Đề, sắc với ảo có khác nhau chăng? Thọ, tưởng, hành, thức với ảo có khác nhau chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không khác. Này Tu Bồ Đề, nhãn đến ý, sắc đến pháp, nhãn giới đến ý thức giới cùng với ảo có khác nhau chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không khác. Này Tu Bồ Đề, sáu ba la mật, tứ niệm xứ đến 18 pháp bất cộng với ảo có khác nhau chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không khác nhau. Này Tu Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác với ảo có khác nhau chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không khác. Tại sao vậy? Vì sắc chẳng khác ảo, ảo chẳng khác sắc, sắc tức là ảo, ảo tức là sắc, nhẫn đến vì vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng khác ảo, ảo chẳng khác vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là ảo, ảo tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, ảo có cấu có tịnh chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không vậy. Này Tu Bồ Đề, ảo có sanh có diệt chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu ảo chẳng sanh chẳng diệt, ảo này có thể học Bát Nhã Ba La Mật sẽ được nhất thiết chủng trí chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không vậy. Này Tu Bồ Đề, ngũ ấm giả danh có phải là Bồ Tát chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Phải. Này Tu Bồ Đề, ngũ ấm giả danh có sanh diệt cấu tịnh chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu những pháp chỉ có danh tự, chẳng phải thân, ngữ, ý, chẳng phải thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, thời có thể học Bát Nhã Ba La Mật được nhất thiết chủng trí chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát có thể học Bát Nhã Ba La Mật như vậy, thời sẽ được nhất thiết chủng trí. Tại sao vậy? Vì vô sở đắc vậy. Bạch Đức Thế Tôn: Đại Bồ Tát phải như vậy mà học Bát Nhã Ba La Mật được vô thượng Bồ Đề như ảo nhân học. Tại sao vậy? Nên biết rằng ngũ ấm tức là ảo nhân tức là ngũ ấm. Này Tu Bồ Đề, ngũ ấm ấy học Bát Nhã Ba La Mật được nhất thiết chủng trí chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không vậy. Vì ngũ ấm này tánh vô sở hữu, tánh vô sở hữu cũng là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, ngũ ấm như mộng, như ảnh, như hưởng, như dương diệm, như biến hóa, học Bát Nhã Ba La Mật sẽ được nhất thiết chủng trí chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không vậy. Vì mộng tánh nhẫn đến biến hóa tánh vô sở hữu, tánh vô sở hữu cũng là bất khả đắc. Lục tình cũng như vậy, ngũ ấm tức là lục tình, lục tình tức là ngũ ấm. Vì những pháp ấy đều là nội không, nhẫn đến vô pháp hữu pháp không nên bất khả đắc. Bạch Đức Thế Tôn: Bồ Tát mới phát tâm, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật có kinh sợ rụt rè chăng? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát mới phát tâm, đối với Bát Nhã Ba La Mật, nếu không phương tiện thì cũng chẳng gặp được bậc thiện tri thức hoặc có kinh sợ hoặc rụt rè. Bạch Đức Thế Tôn: Vì là phương tiện mà Bồ Tát thực hành theo đó được chẳng kinh sợ rụt rè đối với Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật đúng với tâm nhất thiết chủng trí quán tướng vô thường của ngũ uẩn cũng bất khả đắc. Đây gọi là có phương tiện. Quán tướng khổ tướng vô ngã của ngũ uẩn cũng bất khả đắc. Đây gọi là có phương tiện. Quán tướng không tướng vô tướng tướng vô tác của ngũ uẩn cũng bất khả đắc. Đây gọi là có phương tiện. Quán tướng ly tướng tịch diệt của ngũ uẩn cũng bất khả đắc. Đây gọi là Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật có phương tiện. Này Tu Bồ Đề,
Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật quán tướng vô thường của ngũ uẩn, cũng là bất khả đắc, quán tướng khổ, tướng vô ngã, tướng vô tướng, tướng vô tác, tướng ly, tướng tịch diệt của ngũ uẩn cũng là bất khả đắc. Bây giờ Đại Bồ Tát nghĩ rằng, tôi nên vì tất cả chúng sanh mà giảng thuyết tướng vô thường cũng là bất khả đắc, tướng khổ, tướng vô ngã dẫn đến tướng tịch diệt cũng là bất khả đắc. Đây gọi là Đại Bồ Tát Đàn Na Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát chẳng dùng tâm thanh văn, bích chi Phật để quán ngũ uẩn, vô thường cũng bất khả đắc. Nhẫn đến chẳng dùng tâm thanh văn, bích chi Phật để quán ngũ uẩn, tịch diệt cũng bất khả đắc. Đây gọi là Đại Bồ Tát Hy La Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, nhẫn thọ, ưa thích nơi tướng vô thường, nhẫn đến tướng tịch diệt của các pháp cũng là bất khả đắc. Đây gọi là Đại Bồ Tát Sằng Đề Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, đúng với tâm nhất thiết chủng trí, quán tướng vô thường, nhẫn đến tướng tịch diệt của ngũ uẩn cũng bất khả đắc, chẳng rời bỏ, chẳng thôi nghĩ. Đây gọi là Đại Bồ Tát Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng muốn khởi tâm thanh văn, bích chi Phật cùng những tâm bất thiện khác. Đây gọi là Đại Bồ Tát Hiền Na Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật suy nghĩ như vậy: chẳng do không sắc nên sắc là không, mà sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức nhẫn đến ý thức giới cũng như vậy: chẳng phải do không ý thức giới nên ý thức giới là không, mà ý thức giới tức là không, không tức là ý thức giới. Tứ niệm xứ nhẫn đến 18 pháp bất cộng cũng như vậy: chẳng phải do không pháp bất cộng nên pháp bất cộng là không, mà pháp bất cộng tức là không, không tức là pháp bất cộng. Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, không có kinh sợ rụt rè. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát được bực thiện tri thức hộ trì nên chẳng kinh sợ rụt rè? Đức Phật nói: Này Tu Bồ Đề, có thiện tri thức giảng thuyết sắc nhẫn đến ý thức giới, vô thường, khổ, vô ngã, nhẫn đến tịch diệt cũng đều bất khả đắc. Gìn giữ thiện căn này chẳng hướng về thanh văn, bích chi Phật đạo, mà chỉ hướng về nhất thiết chủng trí. Đây gọi là bực thiện tri thức của Đại Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, có thiện tri thức giảng thuyết tu tứ niệm xứ, nhẫn đến tu 18 pháp bất cộng cũng là bất khả đắc. Giữ gìn thiện căn này chẳng hướng về thanh văn, bích chi Phật đạo, chỉ hướng về nhất thiết chủng trí. Đây gọi là bực thiện tri thức của Đại Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát vì không phương tiện và theo ác tri thức nên kinh sợ trục trè khi nghe nói Bát Nhã Ba La Mật này? Đức Phật nói: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát rời tâm nhất thiết trí mà tu Bát Nhã Ba La Mật nên được, và nhớ Bát Nhã Ba La Mật này cũng được, và nhớ Thiền Na Ba La Mật, Tỳ Lê Gia Ba La Mật, Sằng Đề Ba La Mật, Thi La Ba La Mật, Đàn Na Ba La Mật. Bồ Tát rời tâm nhất thiết trí mà quán các pháp ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, nội không, nhẫn đến vô pháp hữu pháp không, nơi pháp không đây có nhớ có được. Bồ Tát rời tâm dứt thiết trí mà tu tứ niệm xứ, nhẫn đến tu 18 pháp bất cộng cũng nhớ cũng được. Như trên đây, làm gì không phương tiện nên có kinh sợ trục rè khi nghe Bát Nhã Ba La Mật này? Này Tu Bồ Đề, có ác tri thức bảo Bồ Tát xa rời sáu ba la mật, hoặc chẳng giảng nói ma sự, chẳng giảng nói ma tội, chẳng nói rằng ác ma hiện hình Phật đến bảo Bồ Tát xa rời sáu ba la mật, mà nói rằng: Này thiện nam tử, cần gì tu sáu ba la mật làm chi? Này Tu Bồ Đề, phải biết đây là ác tri thức của Bồ Tát. Lại có ác ma hiện hình Phật đến chỗ Bồ Tát mà giảng thuyết kinh pháp thanh văn, hoặc trường hàng nhẫn đến luận nghị, chẳng vì Bồ Tát mà nói ma sự ma tội này. Phải biết đây là ác tri thức của Bồ Tát, cũng chẳng vì Bồ Tát
mà nói ma sự ma tội này, ác ma hiện hình Phật đến bảo Bồ Tát: "Này Thiện Nam Tử, ngươi không có tâm thiệt Bồ Tát, ngươi chẳng phải bực bất thối chuyển, ngươi cũng chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, phải biết đây là ác tri thức của Bồ Tát, cũng chẳng giảng chẳng dạy ma sự ma tội như vậy." Ác ma hiện hình Phật đến bảo Bồ Tát rằng: "Sắc không nhẫn đến pháp bất cộng không, Bát Nhã Ba La Mật không nhẫn đến Đàn Na Ba La Mật không, vậy ngươi cầu vô thượng Bồ Đề làm gì? Này Tu Bồ Đề, phải biết đây là ác tri thức của Bồ Tát, cũng chẳng giảng chẳng dạy ma sự ma tội như vậy." Ác ma hiện hình Bích Chi Phật đến bảo Bồ Tát rằng: "Mười phương đều rỗng không, trong đó chẳng có Phật, Bồ Tát và Thanh Văn. Này Tu Bồ Đề, phải biết đây là ác tri thức của Bồ Tát, cũng chẳng giảng dạy ma sự ma tội như vậy." Ác ma hiện hình Hòa Thượng A Xà Lê đến bảo Bồ Tát bỏ nhất thiết chủng trí, bỏ Bồ Tát đạo, bảo Bồ Tát bỏ tứ niệm xứ, nhẫn đến 18 pháp bất cộng, bảo Bồ Tát nhập không, vô tướng, vô tác để chứng quả Thanh Văn, cần gì vô thượng Bồ Đề? Này Xá Lợi Phất, phải biết đây là ác tri thức của Bồ Tát, cũng chẳng giảng dạy ma sự ma tội như vậy. Ác ma hiện hình cha mẹ đến bảo Bồ Tát tinh tấn cầu chứng quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến quả A La Hán, cần gì phải cầu vô thượng Bồ Đề? Nếu cầu vô thượng Bồ Đề sẽ phải thọ sanh tử trong vô lượng vô số kiếp, phải bị chặt tay chặt chân đau khổ. Này Xá Lợi Phất, phải biết đây là ác tri thức của Bồ Tát, có tri thức chẳng giảng chẳng dạy ma sự ma tội như vậy. Ác ma hiện hình Tỳ Kheo đến bảo Bồ Tát các pháp nhãn sắc nhẫn đến ý vô thường, khổ, vô ngã, không, vô tướng, vô tác, ly, tịch, diệt đều là pháp khả đắc. Cũng dùng pháp khả đắc để nói tứ niệm xứ nhẫn đến pháp bất cộng. Này Tu Bồ Đề, phải biết đây là ác tri thức của Bồ Tát, đã biết rồi, thời phải lánh xa hạng ác tri thức này.